Bây giờ hai người là chị trẻ, chị làm cô gái kia thôi nha. Cô chị ví dụ nha. Bây giờ hai người đang uống cà phê, đang trò chuyện nè. Cái tự nhiên chị tới nè. Dạ em chào anh. Dạ em nhìn xa em thấy anh, em ngồi bên kia em nhìn qua em thấy anh dễ thương quá à. Anh có thể cho em xin số điện thoại anh được không? Các em phải hỏi bạn anh. Thì em xử trí thì sao? Cô đó, cô nhìn em đó. Dạ em kêu anh cho luôn. Cho luôn hả? Dạ. Dạ chị cho rồi kìa anh. Nếu mà chị cho thì em ra lấy số từ chị đi. Chị cho em số điện thoại ảnh đi chị. Em không có làm gì đâu, tại em thấy anh đẹp trai dễ thương quá nên em muốn kết bạn thôi. Dạ. Cho không? Cho. Cho luôn hả? Sao vậy? Tại sao cho? Mình phải bảo vệ tình yêu của mình chứ. Nếu mình đã tin tưởng rồi thì mình... Nhưng mà giang hồ giờ hiểm ác lắm em. Mình tin tưởng là một chuyện nhưng mình đừng cũng phải ngăn cản khi thấy có những cái tín hiệu xấu. Bạn trai mình ok tốt nhưng mà biết đâu những cô gái xung quanh người ta không tốt thì sao? Mình vẫn phải tin tưởng. Nhưng mà nếu trên thực tế mà có một cái tình huống như vậy và anh ấy xử lý như lúc nãy thì em suy nghĩ như thế nào? Đồng ý với cách ứng xử đó không? Dạ. Còn ngược lại thì em có đồng ý với cách ứng xử của bạn gái em là cho không? Em nghĩ rằng là cái cách ứng xử của bạn nó cũng khá là tốt. Nhưng mà không biết là về nhà có nhéo em hay là có làm gì em hay không. Thì về nhà em chưa biết được. Cũng làm thì dạ chịu nha. Ảnh đã hỏi ý kiến em mà đưa qua em mà em còn cho như vậy nữa thì là về nhà không có ngắt nhéo ảnh nha. Dạ. Em là Lê Đình Lý, ở Đồng Nai lên. Năm nay em 33 tuổi. Đồng Nai ở đoạn nào Lý? Em ở Biên Hòa chị. Biên Hòa, Đồng Nai. Mình đang làm công việc gì? Em đang là chuyên viên pháp lý cho văn phòng luật sư. Ở quê mình ở đâu? Em quê Thanh Hóa chị. Vào đây lâu chưa? Em vào cũng có 13, 14 năm rồi. Hiện giờ ở với Biên Hòa là em ở với ai? Em ở với gia đình nhà cầu. Đông anh chị em không? Nhà em đông chị ơi, nhà em tới 7 anh chị em. Có ai vào trong này lập nghiệp không hay là...? Dạ có hai anh trai vào đây. Ở đâu? Ở Biên Hòa luôn. Biên Hòa luôn. Dạ. Là sao không ở với anh mà ở với cậu? Em thích tự do hơn. Ủa ở với cậu là tự do hơn hả? Dạ. Sao ngộ vậy? Tại cậu chiều hơn. Ồ, rồi. Mời em gái. Dạ, em là Mai Thị Vui ạ. Em năm nay 27 tuổi. Em làm ở bên trường mầm non ạ. Trường mầm non. Làm ở đâu em? Em làm ở quận 2 ạ. Quận 2. Có nào đi Biên Hòa chơi chưa? Dạ có, ngày trước có làm ở dưới Biên Hòa. Ồ vậy hả? Dạ. Quê em ở đâu? Dạ, Vui. Quê em ở Thanh Hóa. Thanh Hóa luôn. Vui nữa, lại thêm một thông tin vui nữa. Thanh Hóa chỗ nào hai bạn trao đổi thử coi có gần nhau không, biết nhau không? Chắc em xin mừng anh hả? Ờ đúng rồi. Anh ở huyện Triệu Sơn em ạ. Em ở Nga Sơn ạ. Thôi nó cũng trùng cung chữ Sơn vậy mà nó có khi nào về Thanh Hóa không? Có vấn đề ạ. Còn ai ngoài đó không? Dạ có anh trai với lại chú gì với ông bà ngoài đấy. Còn ba mẹ? Ba mẹ em mất cả rồi. Ở đây thì cũng gần nhau, mình là quá thuận tiện mà cùng quê nữa. Mai mốt thôi mỗi năm rủ nhau về quê chung ha. Tuyệt vời. Điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Em cũng siêng năng chăm chỉ ạ. Yếu là hay quên, cái gì cần nhớ thì mới nhớ ạ. Còn em, điểm mạnh điểm yếu của mình? Em nói chung là em rất là chịu khó. Thứ hai là em rất là cầu tiến. Khi mà em làm một công việc gì đó mà chưa làm được á thì em phải cố gắng em làm bằng xong. Điểm yếu thì em nóng tính và tính em thì rất thẳng. Khi mà em mà không thích một vấn đề gì đó thì em không có thể giấu cảm xúc được. Ngoài ra thì em hơi nhút nhát và không thích thể hiện mình ở đám đông. Khá nội tâm, khá trầm. Mình đã biết đó là khuyết điểm rồi thì mình tiết chế lại ha. Em cũng đang cố gắng ra. Rồi, cố gắng. Rồi. Tình trường em như thế nào? Dạ, em chưa trải qua mối tình nào. Chưa trải qua mối tình nào. Chưa trải qua một mối tình nào? Dạ. Từ hồi xưa đến giờ luôn? Dạ. Em cũng rất là ok luôn, tuyệt vời như thế này. Tại sao lại chưa có một mối tình nào? Có nguyên nhân gì sâu xa không? Mà em cũng không biết, nhưng mà tại em đi học thì em không có thích quen. Là do em không thích? Dạ. Hết học lâu rồi mà. Hết học rồi đi làm thì làm môi trường ít nam nên là cũng chưa có cơ hội để tiếp xúc nhiều. Có để ý ai chưa? Dạ chưa. Em cũng chưa thích ai luôn? Dạ. Hay là chưa có gặp một đối tượng nào mà làm cho em rung động hết trơn? Dạ chưa. Mà em có thích con trai không? Dạ có ạ. Sao em biết là em có thích? Chưa có cho cơ hội thôi ạ, tại trước giờ là chưa muốn. Thế vậy thì tại sao bữa nay lại muốn? Bây giờ thấy mình cũng có lớn tuổi một chút rồi. Vậy là cũng chắc là chưa có nụ hôn đầu đời rồi phải không? Dạ. Uổng phí tuổi xuân quá. Thôi cố gắng lên. Trời ơi đẹp gái vậy mà không yêu uổng quá à. Sao em? Nãy giờ em nghe bạn gái như vậy em có cảm xúc gì không? Em khá là bất ngờ. Em nhìn thấy cổ em còn bất ngờ hơn nữa. Bất ngờ nhưng mà bất ngờ là bất ngờ thích hay bất ngờ không thích? 27 tuổi mà chưa yêu ai thì bất ngờ thôi. Bất ngờ với cái số tuổi và cái tình yêu mà chưa có thôi. Thế còn em thì sao? Em trải qua hai mối tình. Mối tình đầu khi em còn là năm cuối của sinh viên. Thì kéo dài 3 năm. 3 năm. Nhưng mà thực sự là em không có ấn tượng nhiều với mối tình đầu. Mối tình thứ hai thì kéo dài 7 năm.
7 năm. Yeah. 7 năm sao chia tay? Sao chưa cưới? Hai đứa tụi em có tình cảm với nhau nhưng mà càng mà kéo dài thì lại càng cảm thấy là nhận ra những cái khác biệt của nhau. Đó, tao yêu tao lấy liền đi, để chi mà dài dữ vậy, đêm dài lắm mộng. Em thì thuộc cái người là cầu tiến, thích cái sự nỗ lực vươn lên. Còn bạn đó thì nói chung là thực sự ra thì gia đình nhà bạn có cái sự điều kiện nó dường như bạn sinh ra trong một cái gia đình mà tương đối là ổn định. Nên thành ra bạn bằng lòng với cái cuộc sống đó. Là không có muốn không cần thiết phải là không muốn thay đổi lên nữa. Không cần phải vươn lên. Thành ra thì rất là khó. Em động viên bạn học thạc sĩ thì chính em phải là người đi mua hồ sơ cho bạn học. Chứ bạn không có chủ động đi mua. Và chính em là người giúp bạn là xin việc làm. Chứ bạn không có chủ động để xin việc làm. Hay tại người ta muốn nương nhờ vô em. Nếu mà muốn nương nhờ vào em thì chắc giờ này đã không chia tay. Cuối cùng đỉnh điểm là như thế nào mà chia tay? Khi mà em xin việc làm cho bạn xong rồi á, một thời gian thì thấy bạn thấy công việc nó tương đối rồi thì bạn nói là không hợp. Là bạn ấy ngỏ lời chia tay trước? Dạ, và em cũng cảm thấy là không hợp thì để cho... Mà nó tốn thời gian quá. Nhưng mà suốt 7 năm đó là vẫn bên nhau hay là có giai đoạn nào chia tay hay gián đoạn không? Không. Là vẫn bên nhau? Dạ. Song hành giúp đỡ nhau đi học. Học xong ra mỗi người cầm cái bằng tốt nghiệp chia tay nhau. Hay quá, cô khác vô hưởng thôi, kệ vậy đi. Giờ cô đó có bạn trai khác chưa? Em cũng không biết nữa chị ơi. Có còn gặp nhau không? Không ạ. Có khi nào tình cũ không rủ cũng quay trở lại không? Không, thì lâu lắm rồi em không gặp. Chia tay bao lâu rồi? Một năm rưỡi rồi. Ngưỡng mộ không? Tao quen, cũng tình 3 năm, cũng tình 7 năm. Còn mình 27 năm không quen ai. Thì tình, mỗi người lý tưởng của em như thế nào? Em muốn tìm một người như thế nào? Em muốn tìm một người mà thứ nhất là hiếu thảo. Thứ hai nữa là phải biết cách cư xử, nhường nhịn. Về ngoại hình có tiêu chuẩn gì không? Cao khoảng 1m8, 1m58. Sao biết 1m8 nha hồn. Cao 1m58 đến 1m65. Em mình có tiêu chuẩn về chọn người bạn trai như thế nào? Cao khoảng 1m7 ạ. Cao 1m7 rồi. Dạ. Gì nữa? Người đậm đậm một chút là được rồi. Người gì? Đậm một chút chứ không có gầy. Em cao 1m mấy? Em cao 1m66. 1m66. 1m66 mà đòi gái quay tay cao tới 1m65 chi dữ vậy? Có đem hình thấy không? Dạ có ạ. Tao ra thì con hình coi. Đây. Dễ ẹt à, có hai anh lựa một anh thôi. Trời ơi, cái gì đông người vậy? Thôi, một hai cô lựa một cô thôi. Kỹ vào. Đâu, ai? Thì em nghĩ là anh. Tại sao là chọn anh đó? Anh trông giống bên là bên luật hơn. À, trông giống bên luật hơn hả? Nếu mà đưa chị cũng chọn anh này. Nhưng mà hỏi chị lý do thì nó tại thấy hai người này thả tim mà người này không có thả tim. Dạ. Áo đỏ. Áo đỏ. Tại sao chọn áo đỏ mà không chọn áo đen? Tại vì em thấy rằng là bạn bên kia bạn nói rằng là thích một bạn nam mà đậm đậm người thì chắc em nghĩ bạn hơi mập. Bây giờ xin mời hai bạn hãy nhìn về cửa trái tim để xem sự lựa chọn của mình ngày hôm nay có trùng khớp hay không nhé. Đây, mời hai bạn. Dạ, em chào anh ạ. Chào em. Đúng không? Dạ. Đúng hả? Vậy đúng em là cô áo đỏ không? Dạ. Hay quá, chị còn nhìn không ra nữa. Tại sao quá, mắt chị cũng kém rồi. Khi mà cánh cửa trái tim này mở ra thì cảm nhận đầu tiên của hai bạn là như thế nào? Em thứ nhất là rất là bất ngờ khi mà em tham gia chương trình này. Thứ hai nữa là càng bất ngờ hơn khi mà gặp bạn gái Đường Hương mà rất là xinh. Thế còn em, cảm xúc đầu tiên khi mà cánh cửa trái tim này mở ra là gì? Dạ, em bất ngờ. Bất ngờ vụ gì? Trông anh nghe trông giống người kiến thức nhiều ạ. Ăn quà đi kìa. À, anh lần đầu gặp em anh có món quà nhỏ. Dạ, em cảm ơn anh ạ. Em có chút quà nhỏ tặng. Cảm ơn. Món quà là gì vậy? Mình có thể trao đổi, mình có thể tiết lộ xíu không? Thực ra thì em rất là muốn tự tay làm một món quà để tặng cho người bạn hôm nay gặp. Nhưng mà hôm vừa rồi thì em gặp sự cố là chân hơi đau, không có đi lại được. Nên em mua một món quà. Ngộ dạ, tự chân đau mà ảnh hưởng đến tay luôn hả? Không đi lại, không có mua sắm những cái trang. Nhưng mà nếu mà đi được thì em làm được cái gì? Em có thể làm một số đồ handmade nho nhỏ như là bình cắm hoa, bình buồn. Hay quá ha. Thế còn em, món quà của em là gì dạ? Tặng anh một cuốn sách ạ. Có những thứ mà vấp ngã mình vẫn có thể coi đó là bài học để mình phấn đấu. Các
Cát Tường mời hai bạn thưởng thức một món ăn nhìn rất đẹp mắt, rất là hấp dẫn của nhà hàng Hoàng Yến. Cơm vàng đùi gà quay và bánh ngọt và trái cây. Đây là một cái món ăn gây thương nhớ tại nhà hàng, với một cái lớp da vàng rụm ở bên ngoài, dùng kèm với đùi gà quay mềm, ngọt liệm và thơm ngon. Mời hai bạn cùng thưởng thức và trò chuyện tự nhiên với nhau nha. Ít phút nữa chị Tường sẽ quay lại. Mời hai bạn. Chị, anh mời em. Dạ, mời em. Em ở trong này là ở với ai em? Dạ, bây giờ em đang ở với bạn. Ngày trước là ở với chị gái, mà chị gái đi lấy chồng nên là chuyển ra ngoài. Nhà em là mấy anh chị em? 7 ạ. Ôi, vậy giống nhà anh. Em là thứ mấy trong nhà? Đấy, em là thứ 4 ạ. Em công tác trong ngành giáo dục lâu chưa? Mới được 1 năm rưỡi rồi ạ. Vậy trước đây là em học ngành khác hả? Em học bên y tế, em làm ở phòng khám rồi. Công việc em làm hành chính hay là... Dạ, em làm hành chính. Công việc của anh là bên nó cũng làm hành chính ạ. Anh làm hành chính nhưng mà thỉnh thoảng thì nếu mà có công việc ở các tỉnh thì anh sẽ đi công tác theo phân công. Hôm nào mà có dịp anh mời em về Biên Hòa chơi. Dạ. Công việc em thấy áp lực không? Dạ không, cũng thoải mái ạ. Em làm bên đó nhưng mà làm bên y tế học đường. Y tế học đường của trường mầm non. Dạ. Anh lại nghĩ là em là giáo viên mầm non. Khi mà nghe em mà 27 tuổi mà chưa từng đi qua là anh bất ngờ lắm. Thì cũng có nhiều người bất ngờ. Em có hay về nhà ngoài Bắc không? Có, một năm em về một lần. Tết về hả? Thì bình thường là Tết về, còn có khi nhà mà có việc thì sẽ về, và dịp khác thì Tết không có về nữa. Em có nghĩ rằng là em sẽ lập nghiệp ở trong này không? Hay là em sẽ về Bắc? Dạ, em nghĩ là mình thích ở trong này hơn. Anh thì anh thấy là anh học ở phía Nam này hơn là ở Bắc. Xác định là ở trong này lập nghiệp luôn hả? Dạ. Trời ơi, cơm ngon quá, ăn đi. Ăn nhiều vô. Cái đó mập kìa, tao thích da tròn tròn, mình hơi ốm này. Thế không, cho hồi nãy giờ tâm sự được nhiều chưa? Dạ, cũng hỏi để biết xem là có lập nghiệp trong Nam này được không? À, em định lập nghiệp trong Nam luôn chứ hả, đúng không? Dạ. Cùng chí hướng. Cùng chí hướng rồi. Dạ. Em ở quận 2 là ở với ai vậy? Em làm quận 2 nhưng mà ở quận 9 ạ. Càng gần dạ, nữa. Càng gần Biên Hòa, nếu mà ở đó là ở với ai? Em ở với bạn. Mình còn em ở với đó là rồi có kế hoạch gì để mà ví dụ lấy vợ, hai người là cùng chí hướng nè. Rồi giờ lấy vợ muốn lập nghiệp ở trong này luôn, thì mình có cái định hướng gì, kế hoạch gì cụ thể cho tương lai chưa? Em nghĩ rằng là ở Đồng Nai nó sẽ phù hợp với công việc của, cũng như là cái mức sống nó cũng phù hợp với lại khả năng. Bây giờ công việc đã ổn định chưa em? Có việc ổn định chưa? Dạ rồi. Em làm luật mà về bên cái mảng nào? Chủ yếu là về dân sự. Năm nay là bao nhiêu tuổi rồi? Em năm nay 33 chị. 33 rồi. Như tuổi này cũng là đã có vợ có con được rồi đó, đúng chưa? Dạ. Bây giờ thì nếu mà em muốn định cư ở trong này, muốn làm việc luôn thì cũng phải có nhà, có cửa để vợ con đồ ở, chứ mình cũng không đâu thể ở nhà cậu mợ hay anh chị được hoài. Dạ. Đúng không? Bây giờ nếu như quen một mối quan hệ thì em định bao lâu mình sẽ tiến tới hôn nhân? Em nghĩ rằng là tùy vào cái tình cảm sâu nặng giữa hai người là có hiểu nhau hay không và có chấp nhận nhau hay không thì... Nhưng mà mình cũng phải có một cái mốc chứ, gì không thể nào mà cứ quen nhau hoài rồi để kéo dài 5 năm, 7 năm nữa rồi chia tay. Chị cũng không có tán thành cái việc đó. Em nghĩ là 6 tháng đến 1 năm. 6 tháng đó, ít nhất nó phải có một cái như vậy. Như thời buộc mình con gái mình thanh xuân mình qua nhanh lắm em. Dạ. Quen một cái đối tượng mà thấy được hay không được á, thật sự mà người ta trân trọng mình, để yêu thương mình á, có thể là ngày cưới hay đồ mình từ từ, nhưng mà phải ngỏ lời. Tại em chưa có kinh nghiệm, chị phải truyền kinh nghiệm. Dạ. Chứ còn nếu mà quen một cái người mà người ta cứ im lặng, người ta không nói gì, người ta không chủ động, không có cầu hôn, mình nên xem lại coi người ta có muốn tiến dài, tiến xa với mình hay không. Đúng không? Dạ. Tôi nói gì có sai gì không? Dạ đúng. Đúng không? Chứ bây giờ quen hoài, không cầu hôn, phải đợi người đàn ông cầu hôn. Mà giờ người ta không cầu hôn, mình ngồi hoài luôn. Cái tự nhiên qua tuổi thanh xuân, đến một lúc nào đó chợt nhận ra sao mình không hợp nhau này kia, cái chia tay. Có phải thanh xuân của người phụ nữ nó qua đi không? Em cũng vậy nữa. Lấy vợ sớm sớm một chút, sanh con rồi con cái không, sau này cha già con mọn, đúng không cưng? Dạ. Rồi tiếp tục kế hoạch. Em nghĩ nếu mà hai đứa tụi em mà có thể tiến tới được với nhau thì sẽ làm nhà ở Đồng Nai. Làm nhà ở Đồng Nai. Dạ. Cố gắng đi, giờ cũng có bằng rồi, học hành bao nhiêu năm nay rồi, tập trung công việc rồi dành dụm để mà có một cái tổ ấm, rồi an cư thì mới lạc nghiệp được. Còn cái điều kiện mà làm quen tìm hiểu với nhau thì chị thấy hai bạn rất là hợp. Nãy giờ chưa thấy khó khăn nào hết, chưa thấy nha. Còn mình tìm hiểu có hợp hay không là còn tùy nữa, vì cái đó là về cảm xúc. Nhìn bề ngoài thì ok, còn cảm xúc là phải do hai bạn. Bây giờ Tường mời hai bạn mỗi người bóc một lá bài ha. Trong này có những yêu cầu của chương trình đưa ra, mình sẽ thực hiện những yêu cầu trong chương trình này. Có chút va chạm, có chút tiếp xúc với nhau để tìm hiểu nhau nhiều hơn. Hoặc lớn lên em gái. Giả sử anh và em đang ngồi uống cà phê, có một cô gái đến bắt chuyện và làm quen với anh, em sẽ xử lý như thế nào? Hai đứa đang hẹn hò, đang đi chơi, đang tìm hiểu, đang yêu nhau. Tự nhiên có một cô gái tới, mình diễn thử đi. Mình diễn thử coi như là hai người nè.
Đó, bây giờ hai người là chị, để chị làm cô gái kia thôi nha. Cô chị ví dụ nha. Bây giờ hai người đang uống cà phê, đang trò chuyện nè. Cái tự nhiên chị tới nè. Dạ, em chào anh. Dạ, em nhìn xa em thấy anh, em ngồi bên kia em nhìn qua em thấy anh dễ thương quá à. Anh có thể cho em xin số điện thoại anh được không? Các em phải hỏi bạn anh. Dạ, em xử trí thì sao? Cô đó, cô nhìn em đó. Dạ, em kêu anh cho luôn. Cho luôn hả? Dạ. Dạ, chỉ cho rồi kìa anh. Nếu mà chị cho thì em ra lấy số từ chị đi. Chị cho em số điện thoại ảnh đi chị. Em không có làm gì đâu, tại em thấy anh đẹp trai dễ thương quá nên em muốn kết bạn thôi. Dạ. Cho không? Cho. Cho luôn hả? Sao vậy? Tại sao cho? Mình phải bảo vệ tình yêu của mình chứ. Nếu mình đã tin tưởng rồi thì mình... Nhưng mà giang hồ giờ hiểm ác lắm em. Mình tin tưởng là một chuyện nhưng mình cũng phải ngăn cản khi thấy có những cái tín hiệu xấu. Bạn trai mình ok tốt nhưng mà biết đâu những cô gái xung quanh người ta không tốt thì sao? Mình vẫn phải tin tưởng. Nhưng mà nếu trên thực tế mà có một cái tình huống như vậy và anh ấy xử lý như lúc nãy thì em suy nghĩ như thế nào? Đồng ý với cách ứng xử đó không? Dạ. Còn ngược lại thì em có đồng ý với cách ứng xử của bạn gái em là cho không? Em nghĩ rằng là cái cách ứng xử của bạn nó cũng khá là tốt. Nhưng mà không biết là về nhà có nhéo em hay là có làm gì em hay không. Thì về nhà em chưa biết được. Cũng làm thì dạ chịu nha. Ảnh đã hỏi ý kiến em mà đưa qua em mà em còn cho như vậy nữa thì là về nhà không có ngắt nhéo ảnh nha. Dạ. Hai bạn đây mình đang còn rất là lịch sự. Tuy nhiên trong tình yêu thì đôi lúc không có thể hiện được những điều đó đâu. Yêu nhau đi rồi mới thấy cái cảnh. Yêu nhau đi rồi mới thấy cái cảnh. Lúc đó là sẽ lông lồn lên như thế nào và sẽ sưng sổ lên như thế nào. Còn lâu mới cho số điện thoại. Rồi mời em. Hãy thực hiện các động tác theo yêu cầu của bạn gái. Bạn gái đọc đến đâu, bạn trai làm tới đó. Rồi, em đọc đi cho ảnh làm. Dạ, làm động tác thôi là em phải đứng lên cho sang bên đấy chứ không chị? Ồ vậy hả? Mời em, chị đâu biết. Chứ hay là em ngồi bên này thì hơi xa này sao? Chị đâu biết. Em hỏi ý kiến chị thì chị tư vấn giùm em. Ồ, chị chỉ tư vấn về cảm xúc thôi chứ còn về hành động chị không có tư vấn được. Em phải thương lượng với cô ấy chứ. Em có đồng ý cho anh sang phone em không? Em xin phép chị nha. Tôi xin phép tôi chị, xin phép bạn ấy, xin phép tôi chị. Trời ơi. Tự tin quá ha, quyết đoán quá ha. Bắn tim ạ. Bắn tim. Trời, em đọc luôn, anh đứng đó làm luôn. Bắn tim. Này hả? Nhìn cổ chứ lẽ bắn cho tôi, sao nhìn tôi? Phước tóc kiểu lãng tử. Sao? Này hả? Lãng tử đó hả? Em biết nữa, em sống nội tâm giờ em có biết. Thôi bút lại coi, bút lại. Thường muốn tao phải thọt mấy ngón tay vô. Sầu quá. Cái gì nữa, cái này phải thọt vô trong cái máy. Hất lên thì mới lãng tử được. Tao làm thử coi, làm thử coi. Nó đùa cho vui thôi. Đó là những cái câu hỏi và chương trình dành cho hai bạn để chúng ta có một chút xíu gọi là có cái sự va chạm để mình hiểu nhau nhiều hơn, đo được cái cảm xúc của nhau. Hôm nay về phía bạn nam là có một người thân đi theo, là ai vậy em? Dạ, cô dạy em. À, là cô dạy, dạy về cái gì? Cô dạy em từ thời mà em là sinh viên luật á. Oh. Đến bây giờ thì vẫn là kèm cặp em trong công chuyên môn nghiệp vụ. À, rồi, mời cô ạ. Mã dạ, chào cô. Dạ. Dạ. Chào diễn viên, MC và người đẹp không tưởng khác tường. Dạ, cảm ơn cô. Cô ngồi nghe cái câu chuyện của hai bạn trẻ này từ nãy giờ ha. Yeah. Theo ý kiến cá nhân của cô thì cô nhận xét về cặp đôi này như thế nào? Xin phép cho mình được dài dòng chút xíu là mình sẽ có bốn cái lời khen. Yeah. Thay lời nhận xét cho cái cả chương trình này. Yeah. Không phải vì cặp đôi. Dạ, cảm ơn cô. Thứ nhất là mình có một cái lời khen dành cho chương trình, bởi vì nhờ có chương trình này mà những cái trái tim đang cô đơn sẽ tìm thấy nhau. Yeah. Và sẽ lan tỏa được cái tình yêu và các bạn sẽ có cái hy vọng về một cái tương lai cho cái tình yêu của các bạn. Em thay mặt chương trình cảm ơn cô. Dạ, rồi là cái lời khen thứ hai dành cho MC Cát Tường. Đó là một cái MC có rất là nhiều năng lượng, đặc biệt là năng lượng trong tình yêu. Mặc dù là bị ế. Không, Cát Tường thì làm sao ế được. Cát Tường vẫn giữ một cái lửa cho cái tình yêu của mình. Chính vì cái lửa đó truyền được một cái thông điệp cho các bạn trẻ rằng là tình yêu là một cái gì đó rất là tuyệt vời. Dù cho chúng ta gặp những cái khó khăn, những cái trắc trở, thậm chí là chúng ta chia tay, chúng ta phải theo đuổi nó, dành thời gian, dành tâm huyết, dành cho một cái tình yêu trong cái cuộc sống này. Và cái lời khen thứ ba mình dành cho bạn nữ khi mình bước vào cái phòng ghi hình và mình được ngồi phía sau bạn nữ. Cái điều mình rất là thích ở chỗ bạn nữ này là gì? Mình không nói đến ngoại hình thì bạn này quá tuyệt rồi. Mình có một cái cảm xúc, đó là gì? Mình nghe thấy cái cảm xúc của bạn ấy luôn. Tức là bạn ấy đang ở trong một cái trạng thái là bịt mắt kính, nhưng mà nụ cười vẫn nở trên môi bạn ấy. Và cái hơi thở của bạn ấy mình cảm nhận được là bạn ấy rất là mong chờ cái cuộc gặp gỡ này. Và bạn ấy rất chân thành mong muốn có một cái cuộc gặp gỡ này.
Và cái lời khen thứ tư đó là mình dành cho học trò của mình. Mình cũng có cái duyên là dạy bạn này ở đại học, và mặc dù là không tiếp xúc với bạn nhiều lắm, nhưng mình có lời khen cho bạn, đó là bạn có một cái sự nghiêm túc trong cả công việc, trong cả tình yêu, trong cả cuộc sống của mình. Nói nôm na, đó là một cái người đàn ông, nếu một người phụ nữ cần một cái người đàn ông tốt, một người đàn ông của gia đình, thì bạn này có thể là đáp ứng được cái tiêu chuẩn đó. Yeah. Cho chê chút xíu, đó là bạn này hơi cầu toàn trong cuộc sống như trong công việc. À, hơi chê, đang chê hả? Đang chê. Và chính vì sự cầu toàn đó thì đôi khi bạn hơi khó tìm thấy cho mình một cái người mà theo bạn là hợp với bạn. Công việc cũng là một trong những cái lý do để bạn cảm thấy hơi e sợ trong cái tình yêu hoặc là hôn nhân gì đó. Mong bạn nữ và bạn nam luôn, thà thiết mong bạn nữ tạo một cái cơ hội cho nhau, bởi vì tất cả nó quá tuyệt vời rồi. Mình rất là mong các bạn tạo cho nhau một cái cơ hội để tìm hiểu. Mình cứ tìm hiểu như là những cái người bạn bè, cảm xúc còn lại là một cái điều nó phải được vun đắp, chứ không phải là chỉ là nhìn ngày hôm nay các bạn ha. Rồi, xin lỗi. Dạ, cảm ơn cô rất là nhiều với những cái lời rất chân thành của cô ạ. Dạ, con cũng cảm ơn cô. Dạ, cảm ơn cô rất nhiều. Rồi, dạ. Cảm xúc của bạn nữ như thế nào? Sao em lại khóc? Có nguyên nhân gì? Có gì? Không có. Tại em nghe cô nói là cô hiểu được tâm lý của em với lại cảm xúc của em thì nó tự dưng lắm. Thế là mình xúc động thôi. Một cô bé rất là đầy cảm xúc, và đây cũng là những người sống nội tâm. Thật sự những người mà nhiều cảm xúc như vậy á, chị nghĩ đó là những con người lương thiện. Và thật sự với cảm xúc của một người hay là may mối, chị thấy hai đứa em tương đối là tương đồng với nhau. Giống như hồi nãy cô cũng có chia sẻ đó, tình yêu lúc nào nó cũng đẹp hết. Mặc dù trong tình yêu nó sẽ có rất nhiều cung bậc cảm xúc, tại vì em chưa yêu lần nào. Nên chị chia sẻ không phải tình yêu là vui vẻ không, không phải là cười không đâu em. Đến khi mà nó va chạm vào cuộc sống, nó sẽ có những lúc khiến mình phải rơi nước mắt, nó sẽ có những đau khổ, nhưng đó cũng vẫn là những cái giọt nước mắt trong cái hạnh phúc. Nếu mình vượt qua được những cái chướng ngại, những cái khó khăn để mình tiến tới được với nhau, mình cùng chung được một cái chí hướng, thì mình sẽ có những cái hạnh phúc viên mãn về sau. Hy vọng tình yêu nó đến với em có thể chậm, nhưng nó sẽ chắc chắn và bền vững. Đó là một cái lời chân thành chị muốn chúc em như vậy ha. Dạ, chị cũng không muốn những cô gái phải thăng trầm nhiều giống như chị đâu. Dạ. Hy vọng là một tình yêu duy nhất và mãi mãi dành cho em. Và hy vọng cái duyên đó ngày hôm nay chị được mang đến cho em. Mọi người nói với nhau một câu nữa đi trước khi chúng ta quyết định là bấm nút. Trước hết là em cảm ơn chương trình. Em khá là bất ngờ khi mà được biên tập viên gọi cho em. Em nghĩ rằng là chương trình thì lượng người đăng ký rất là đông. Đến em chắc già mất rồi. Là bất ngờ tiếp theo là hôm nay được gặp bạn nữ rất là xinh, lại đồng hương với em, cùng quê với em. Thì hy vọng rằng là trong tương lai tụi em có những cái tình cảm tốt đẹp hơn. Anh muốn nói với em rằng là anh sẽ cố gắng để vun đắp tình cảm giữa hai đứa. Dù rằng không biết tương lai nó như thế nào, nhưng mà anh sẽ cố gắng từng ngày, từng ngày. Dạ, nếu mà có cơ hội hai người hẹn hò với nhau thì em cũng cố gắng để vun đắp tình cảm. Thật sự là bạn trai phải cố gắng nhiều hơn. Tại vì phụ nữ thì người ta sẽ e thẹn, mà mình là đàn ông mình phải chủ động. Với lại đây cũng là một cô gái mà tại vì cũng chưa có kinh nghiệm trong tình yêu nữa, nên mình cũng phải cố gắng sắp xếp và chủ động một chút xíu nha. Mời hai bạn đặt tay vào nút bấm. Sau 3 tiếng đếm của chị Tường, nếu như đồng ý hẹn hò thì mình nhấn mạnh vào nút. Nếu không đồng ý thì mình lấy tay ra, suy nghĩ thật kỹ, bấm nút. Dưới sự chứng kiến của rất là nhiều người đang theo dõi chương trình, mình bấm bằng cái cảm xúc thật của mình. Nãy giờ những ý kiến xung quanh để cho các bạn tham khảo thêm thôi, nhưng mình phải xem trái tim mình có rung động hay không. Mời hai bạn đặt tay vào nút bấm và nhắm mắt lại luôn nhé. Sau 3 tiếng đếm của chị Tường thì hãy quyết định. 1 2 3. Hết thời gian. Cảm ơn hai bạn, rất là vui ha. Hai trái tim đã cùng sáng đèn. Rồi mời em trai qua đứng bên đây. Nắm tay nhau đi hai bạn, bây giờ chính thức là mình trở thành một cặp đôi để tìm hiểu nhau nha. Còn tìm hiểu nhau bao lâu, kế hoạch như thế nào, đó là chuyện của hai bạn. Nhiệm vụ của Dạ Tường đến đây là hết rồi. Đây gửi tặng em một món quà là bộ son Yurika đến từ Nhật Bản, với chất son lì không chì, mang nhiều màu sắc trẻ trung, phù hợp với mọi cá tính, sẽ giúp cho bạn tự tin nổi bật trong mọi ánh nhìn. Đây là một cặp vé xem phim, nắm tay đi cưng. Đây là một cô gái khá đặc biệt, một cuộc gặp gỡ cũng đặc biệt. Hồi nãy em đã hôn bạn gái em một cái. Em là người hôn đầu tiên, nhưng mà nụ hôn đó là nụ hôn chương trình bắt buộc. Bây giờ em hãy xin phép bạn gái để hôn lên má bạn gái một cái, để kỷ niệm lại giây phút mà chúng ta chính thức hẹn hò. Em đồng ý cho anh hôn em.
rất dễ thương, rất là nhẹ nhàng. Tôi nghĩ rằng đây là một cặp đôi rất là hợp nhau. Hy vọng là chúng ta sẽ theo dõi và chờ đợi tin vui đến từ họ.